Đây là đài truyền thanh Thái Dung giới thiệu ngày hội đoàn thanh niên với Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 3/6/2014 tới đây tại Ủy ban nhân dân xã Dung, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra sự kiện Internet với thanh niên. Tham gia sự kiện Internet với thanh niên, các bạn thanh niên và học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những ứng dụng thực tế trên máy tính và Internet để hiểu rõ hơn máy tính và Internet có thể mang lại những điều bổ ích và lý thú như thế nào cho cuộc sống của các bạn. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill Melinda Gates tài trợ. Kể từ khi xuất hiện tại Việt Nam cách đây hơn 15 năm đến nay, Internet đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống xã hội. Rất có thể nhận thấy những lợi ích của Internet mang lại cho xã hội. Internet giúp các cơ quan quản lý thực hiện tốt